bác Hương này bố, chị vợ của bác cho thăm thăm là chị vợ á. Chị của mẹ đó, nhớ không? Chị của mẹ nhớ không? Bác cũng mua thuộc á. Chị của mẹ nhớ không? Nhớ không? Nhớ hả? Bác hỏi bác thôi, chị khỏe không? Hỏi đi, khỏe không? Chị vợ của bố đó. Việt Nam em là khác múi giờ người ta mà ở bên Việt Nam là người ta ban ngày người ta thức cùng đêm người ta ngủ, em là ban ngày em đêm nghe. Chị biểu chắc là chắc qua mệt lắm chị không có em bữa hôm qua chị không có mua, để hôm nào em khỏe rồi chạy qua chơi. Hôm sáng chị chơi chứ không, hôm nay bé Phương mới chở chị về, chị đang làm ở trên đó đi xong rồi lên Phương nó thôi nó đi nó lấy cái check của chủ cũ á, tiện xe nó biểu thôi con chở bác về đi, còn anh nó biểu bác bắt về trước đi, thế là chị theo nó chị về. Linda biểu chị Oanh đuổi bác Hương về, không không cho đó, không có đuổi nói bác thì đi về. Qua con đem cái nắp của cho chị con. Trời ơi em. Em có chị về luôn chị. Để ngoài đi đấy. Em còn nghe nói chuẩn bị em đi qua các chị nữa thì vậy. Dạ có rồi, chị có bằng hết rồi. Chị để thôi, tôi quên. Có bằng hết à. Chị để đâu, chị để đi lát em để. Còn cho chị nữa. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bỏ ở cái giỏ bếp sau. Cái nước quá chị. Bố ăn chưa mẹ? Bố ăn chưa? Chị chứng biết không, lúc mình ra tới đây á, không nhớ tới đường nè. Cho cởi áo bớt cho con, nó nóng. Sợ quá chứ. Anh chụp lên chở chị về về. Không, chút nữa. Tối con chở về, tối con nghỉ ra rồi. Không, được rồi. Không, con tối chở về. Bắt được đi làm về, hôm nay thứ bảy không có. Ờ, tối chở về cho. Hôm nay 5-6 tháng không gặp bác luôn, sao bác không lên nhà con chơi? Không lên mấy lần mà có gặp con đâu. Lên vô với bố con này à. Cái gì kẹo ăn. Kẹo ăn đi, anh Duy mua ngon lắm. Em ở chơi được bao lâu? Em ở chơi nãy chứ, ăn được kẹo chưa? Chơi 1 tháng luôn. Dạ. Lâu lắm rồi, chứ mới được, mới thấy em mới chứ. Linh ra chân tiện đi bà. Chửi con mỗi tuần. Kệ, kệ. Thôi con. Ra chửi con mỗi ngày. Ra chửi. Ra chửi với tiện con, chửi nó xấu con trên tiện với bạn mỗi ngày. Kệ, kệ, kệ. Thương bố đừng có nói vậy. Con đừng nói vậy. Bố, Linh ra phải chửi con quá trời trên tiện với bạn em muốn. Mà sáng cho gọi cho con định đi nghe mấy chính sách mà chửi con quá trời luôn. Bố, ba nghỉ con. Ba chửi con là mày đỏ ké. Ba chửi mẹ là không biết dạy con. Ai đổ tay. Ba chửi mẹ vậy bố. Linh ra chửi mẹ là mẹ không biết dạy con. Rồi bà nói con là mất dạy, rồi hổng ráo, rồi bà chửi mất trời luôn. Bà nói con của con đâu có dòng máu của bà đâu, mà bà thương làm gì. Con là làm IVF ra mà, chứ lấy tinh trùng người ta, lấy trứng người ta. Bố nói tại con đang nghĩ ra, mà con... Đợi con nghĩ ra. Con đang bên ngoài. Hồi xưa con không lấy trứng, con đang làm trứng của con, nhưng mà mẹ nói với nó không cho làm đứa con, xong con mới tiện mẹ nó ra qua. Để bố mệt, bố mới mệt đó. Mệt rồi mới cho thở oxy mà con nói hoài. Con nói chuyện mẹ nói với nó không cho có con mới chuyện nó. Ba đang thở oxy luôn á. Nghe gặp được chưa? Bé ác của bố thì mới làm cái hào ác quá. Mà cái máy nó trục chặt làm sao á. Cà vô. Chị 30 với anh ta 25 đồng cà vô. Nó cho thêm 7 đồng nữa mà cà bấm vô không được. Không phải tại cái thẻ anh ta mà do cái máy nó trục trặc, bấm cái mình bấm không bấm số này hả, giờ bấm cái chờ nó nhảy số bấm cái nữa thì cũng làm thao tác đầy đủ rồi mà vừa mới bấm cái nó chị chưa kịp cài thẻ mình nhảy qua thành 132. Ồ, không phải quá nhiều bây giờ làm sao cái này có 62 là thôi 55 lần mà cho 7 lần 62 kiểu thôi đa đừng có đi nữa, đừng không có đi hết để đó cái máy nó bị trục trặc. Máy em mới thay máy rồi có là trong cái quanh nó làm anh lên bấm không được, anh lên bấm nó ra 2-3 cái 70, 2-3 cái 35 đồng, nhảy có 80, nó nhảy bay bả hết, mà chỉ không muốn số đó mà nó nhảy ra 3
ăn là bây giờ kiểu thôi, giờ không có lấy tiền bạc khách đó. Cái bà mà ngày xưa tâm hay bằng một tay bà hả? Em à. Rồi không lấy tiền bà luôn. Rồi bà quen. Rồi thôi lúc nào bà tới bà đưa sau, chứ giờ cái máy nó trục trặc. Ừ. Nói vậy. Thế là chị Ly đã có một cái cơn sau nữa, khi bà hẹn bà tới. Chị vừa làm xong thì Phương nó tới. Quan nó bị thôi bắt bà về Phương Phương thì chưa có. Bà nó hối con đuổi kia quanh đuổi con về hoài. Bà chửi con quá trời luôn, bà trời sáng rồi gọi con định chắc gọi chị quanh nó xong bà bắt phone nó. Mày đó hả Phương? Bà bắt phone nó cầm. À, mày nói chuyện đó hả? Con định gọi lên hỏi chị quanh nó nhiều, tự nhiên bà bắt phone nó chửi con. Con bố ngồi chị nghe. Mình định biết bao nhiêu mình không chịu đựng. Bà nói đứa con này đã phải có dòng máu của bà rồi, bà thương. Đã phải không phải con, đã phải không phải máu của con, đã phải có máu của không có dòng máu của Hà Thảo. Không có con. Mày mệt quá cho mày thằng nghỉ. Mẹ con là cứu mạng, mất dạy nữa. Thằng Di là cái thằng mẹ là có hai đứa con mất bất hiếu, là con là cứu mạng mất dạy, còn Di thì lười biếng không chịu làm sẵn cho mà không chịu làm, mà bà lợi dụng anh Di lái xe, bà chửi anh Di vậy, chửi con vậy. Mà giờ mình nghe vậy thôi mà kệ, không buông thả, buông thả quên. Đứng nhà nghe. Đi ăn đi con, ăn cho lên bé bố. Sáng giờ nó có ăn cái gì đâu. Tắt cái nhanh, con đang nằm, con cứ nghỉ ngơi đó, tắt đi. Con mấy con chạy, con chạy lên ăn con giỏi rồi. Quay phim kìa, tắt đi. Nó ăn gói mì á. Vâng. Bầu vì mà tắt đi. Lên buổi trưa mới ăn. Mở cửa cho mẹ cho nó thoái mẹ ngọt. Sao tự nhiên em như nay chạy lên tiệm? Không, con định đi lấy cái chắc, con hỏi cái bà chủ á, con hỏi định đi nghe cái chắc. Lấy chưa? Lấy chưa? Chưa được. Đi thương hả? Cảm ơn nhé. Rồi đây. Có nặng không? Có không? Có khỏe không? Dạ khỏe, chị ở dưới rồi, chị ở dưới. Linh Đang nói là Linh Đang muốn chơi xe. Ngồi xe lâu lắm rồi á. Linh Đang muốn nói là Linh Đang muốn đem bố về nhà, xách xe cho bố. Không có cho bố đây nữa. Muốn giúp chồng người ta. Mà sao có? Bà nói là muốn đem bố qua xách xe. Sao mà xách xe được? Vợ chồng ta đang mẹ nói là tắt TV, em tắt cái camera đi nha. Đập